cầu thủ Triều Tiên xô xát với trọng tài sau trận thua Nhật Bản. Tại trận tứ kết giữa Olympic Nhật Bản và Olympic Triều Tiên, trọng tài Rusam Lukfun đã khiến cầu thủ Triều Tiên không thể kiềm chế khi có những quyết định bất lợi cho họ. Ở những phút bù giờ cuối cùng của hiệp thi đấu thứ hai, trong khi các cầu thủ Olympic Triều Tiên đang nhanh chóng tìm bàn gỡ hòa trước Nhật Bản, thì trọng tài người Uzbekistan, ông Rusam Lukfun, đã thổi còi kết thúc sớm trận đấu một phút. Cho dù trước đó tổ trọng tài đã thông báo sẽ có 5 phút bù giờ. Chính vì vậy, các cầu thủ của đội bóng Đông Á đã không thể kiềm chế và có những hành động xô xát với trọng tài. Cũng trong trận đấu, trọng tài người Uzbekistan có tình huống gây tranh cãi khi quyết định cho Olympic Nhật Bản hưởng phạt đền sau tình huống cản phá bóng của thủ thành Yu Hyok trong vòng cấm địa. Thất bại 1-2 trước Nhật Bản, đội tuyển Olympic Triều Tiên phải dừng chân tại hành trình chinh phục huy chương vàng ASEAN 2023. Mặc dù thua, nhưng các cầu thủ Triều Tiên đã cống hiến màn trình diễn đầy ấn tượng trước đối thủ nặng ký Nhật Bản. Bằng chứng được thể hiện tại hiệp thi đấu đầu tiên, các cầu thủ của Triều Tiên khi có thời lượng kiểm soát bóng tốt hơn đối với Nhật Bản. Bên cạnh đó, họ cũng không ít lần khiến hàng thủ của Nhật Bản phải làm việc vất vả khi cầu thủ Triều Tiên tràn lên tấn công mạnh mẽ. Cầu thủ Triều Tiên xô xát với trọng tài ở những phút cuối trận. Nếu không có sự xuất sắc và kinh nghiệm dày dặn của thủ thành Fujita bên phía Nhật Bản, nhiều khả năng đội bóng xứ sở mặt trời mọc phải nhận bàn thua sớm ở hiệp 1. Có thể nói rằng, đây là thành tích hoàn toàn ấn tượng đối với đội tuyển Olympic Triều Tiên, đặc biệt là khi họ không tham gia các giải thuộc bộ môn thể thao vua trong khoảng thời gian 4 năm trở lại gần đây. Thành tích lọt tới tứ kết của đội tuyển Olympic Triều Tiên sẽ tạo bước đà lớn giúp đội bóng Đông Á phát triển trong tương lai.